Dạ rồi con chào cô nha. Rồi anh chào hai em. Dạ em chào anh. Dạ vâng, cô cho con xin phép được hỏi cô tên là gì và đến từ đâu? Cô là Cô nói lớn giúp con ha. Dạ, mời cô. Cô tên là gì? cô Nguyễn Thị Minh. Nguyễn Thị Minh ha. Cô đến từ đâu ạ? Quê cô ở đâu? Quê cô hả? Dạ. Quê cô là ở Bình Định, Dạ. thôn Đại Đức, Dạ. Đại Đức 1, xóm 4, xã Dạ. Hòa Tân, huyện Quỳnh Nhơn, tỉnh Bình Định. Dạ. Được rồi. Rồi, chào em trai có thể giới thiệu cho anh cũng như tất cả cô chú anh chị được biết em trai tên là gì? Dạ, em chào cộng đồng mạng, em là Lê Thanh Thế, em sinh năm 2000, 13 tháng 1. Em đến từ Bình Em Định đến luôn đúng không ạ? từ Bình Định, em sinh ra ở Bình Định nhưng mà thường trú tại thôn Tân Kết, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ạ. Còn em trai? Dạ, em xin chào cộng đồng mạng, em tên Nguyễn Lê Thượng Quyền, em ở quê Bình Định. Rồi. Hôm nay tức là đây là ba mẹ con đúng không ạ? Đúng rồi. Hôm nay ba mẹ con về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ với Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Vụ việc tìm giúp đứa em gái bị bắt cóc ở tại thôn 10 xã Trường Xuân. Bị bắt cóc. Dạ. Thông tin này đúng sự thật không em? Dạ đúng ạ. Em có thể chia sẻ sự việc chi tiết hơn không? Mời em. Em được nghe cô em về ở rẫy ở Lâm Đồng, chỗ em tại xã Liên Hà, được nghe sự việc việc cái em cấp tốc dẫn thằng cu đi lên xã công an xã Trường Xuân để đến tìm em gái, nhưng mà em báo công an xã trước trước khi em đi tìm em gái tại cái rẫy bà tên là Hồ Thị Minh. Em vào đấy em hỏi được cái số điện thoại của bà, là bà đấy bà cho là cái số của thằng Tâm, nhưng mà em gọi thì gọi lại gặp con Trang, gặp con Trang rồi xong rồi kêu bà ấy hỏi xem có bé Hạnh ở tại đấy không. Thì một lát sau thì con Trang này mới cho bé Hạnh alo điện thoại. Bây giờ anh hỏi này, em là gì? Em là gì với bé gái trong hình? Dạ em là anh trai, trai cả. Anh ruột ha. Dạ. Rồi, bây giờ anh xin phép được chuyện trò với mẹ em trước ha. Cô, con gái nhà mình tên là gì cô? Nguyễn Thị Hạnh. Cô nói lớn lên con không có nghe Đây được. là Nguyễn Thị Hạnh. Nguyễn Thị Hạnh. Con gái nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô ha? 13 tuổi rồi. 13 tuổi. Và hiện tại thì lúc con gái nhà mình bỏ đi là bỏ đi ở đâu? Nó bỏ đi trong chỗ Trường Xuân luôn, trong rẫy á. Là ở huyện nào, tỉnh nào? Gia Nghĩa. Tỉnh Gia Nghĩa hả? Làm gì có tỉnh nào tỉnh Gia Nghĩa cô? Đắk Nông Gia Đắk Nghĩa. Nông huyện Gia À, Nghĩa hay là dạ. huyện Gia Nghĩa phải không em trai? Dạ, đúng rồi. Khi đấy là cả gia đình nhà mình vào đấy sinh sống và làm việc ở đấy đúng không ạ? Hay là sao Không, cô? em là một mình em làm rẫy ở xã Liên Hà, còn thằng cu này nó đi lúc đấy con em gái đang học lớp 7, là thằng cu này con này nó kiểu như nhớ mẹ quá là nó đòi nghỉ học để đi tìm mẹ. Xong rồi thằng cu này nó đi làm ở Bình Phước được hơn 1 tháng, nó dẫn theo con em nó đi lên Bình Phước, nó cũng ăn ở trọ, nó ăn với ngủ thôi, nó không làm gì cả. Rồi thằng cu em nó mới đón về nhà trọ để tìm mẹ tên là Nguyễn Thị Minh. Đây. Dạ. Tại cái nhà trọ bà tên là Hồ Thị Minh luôn. Bây giờ anh Là hỏi em từ từ đã nè. dạ. Trước lúc đấy là em gái của em là ở chung với ai? Trước lúc bỏ đi. Trước lúc bỏ đi là ở với chị, là Ở ở với với mẹ. em. Đúng. Chứ sao em vừa chia sẻ tìm mẹ là sao? Cái đoạn đầu là em vẫn là đang ở trong rẫy, em chưa biết gì hết. Dạ. Là Tức là ba mẹ con không có ở chung một nơi không, mà mỗi người không mỗi đâu. nơi. Dạ. Em thì chỗ này, còn em trai này chỗ khác và mẹ em Dạ. chỗ khác. Dạ. Còn bé em út nhà em là ở với mẹ. Đúng rồi. Sao mày không ở chung với nhau? Mẹ em là đi theo một người khác, À. là ở cái nhà trọ Hồ Thị Minh này ở cầu vượt Anh hiểu rồi, Đắk như Nông. câu chuyện của em vừa Dạ. chia sẻ tức là như ban đầu em cũng đã cung cấp thông tin rằng là ba em mất rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Và mẹ có đi, hiện tại em vừa chia sẻ là mẹ đã đi bước nửa đúng không? Đúng Dạ. không? Phải không?
nhưng mà chưa cưới xin, chưa có gì hết. Thì anh hiểu rồi, Dạ. tức là hai người đang ở với nhau, chưa Dạ. có cưới hỏi, Dạ. đúng không? Và bé này thì như ban đầu em chia sẻ là đang ở với lại em trai này, Dạ sau đúng đó thì rồi. nhớ mẹ, Nhớ mẹ xong xong là kêu rồi. em trai này chở đến tìm mẹ, Đúng rồi, và tại Dạ. ở đấy một thời gian thì mất tích. Đúng rồi. Từ cái ngày mà bé út nhà em tới thăm mẹ cho đến lúc mà mất tích là khoảng bao nhiêu ngày, ở cùng với mẹ bao nhiêu ngày? Từ ngày 10 15 15 tháng tháng mấy? 6. 15 tháng 6 Dạ. tới ngày bao nhiêu? Đến ngày hôm nay là Không, tới cái ngày mà bỏ đi á. Ngày bỏ đi là bao nhiêu ngày bỏ em? đi một tháng rồi đấy. Ngày bỏ đi là đâu, trước lúc đấy là ngày bao nhiêu? Bây giờ Nhớ gì không? bây giờ có thể là nhớ về cụ thể ngày thì chắc chắn rằng hai em sẽ không nhớ chính xác được. Nhưng mà em có thể ước chừng cái thời gian mà em trai này này. Em tên gì? Quyền Em Huyền ha. Quyền Quyền Nguyễn Lê Thượng Quyền. Quyền, em Quyền. Quyền Từ cái ngày mà em Quyền á dẫn bé bé út này tới thăm mẹ cho tới lúc mà bé út mất tích bỏ đi á ha, là được khoảng bao nhiêu ngày? Cô nhớ không? Cô là mẹ cô nhớ không? cho má em là cỡ 20 ngày, 20 ngày. xong tầm tầm cỡ tuần sau là nó mất luôn. Là tổng cộng là ở với mẹ được 20 ngày hay là hai mấy ngày? 20 ngày ha. 20 ngày. Nhưng mà cô nè, trong cái quá trình ở với cô là gồm những ai? Ý là cô ở trong đấy thì một mình, chứ mà thằng Tâm đấy là nó vô làm cho cái bà Minh Tâm đấy. là ai? Tâm ấy là thằng đó là nó mới dẫn cái con bé của cô đấy đi đấy. Thì Tâm quê quán ở đâu? cô không biết quê quán, nhưng mà nó nói là nó kêu nó ở miền Tây, chứ không biết. Năm nay bao nhiêu tuổi? Cô ước chồng bao nhiêu tuổi rồi? Thằng đó hả? Không, Dạ. khoảng là 32, 33. không, thằng đó phải 36 rồi, cũng cỡ đó. 36 tuổi. Ừ. Gia đình nhà mình quen biết Tâm trong cái hoàn cảnh nào? Ý là tình cờ thôi, chứ còn quen biết là hàng không quen mấy. Không quen là nhà mình Ừ. ở trong 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 ở trên Ừ. Đắk Nông. Đắk Nông đúng không ạ? Cô ở Đắk Nông đúng không? Đắk Nông hay Đắk Lắk? Đất nông Cô làm giấy. không, cô làm gái là làm cho cái chị đấy. Cô làm mướn. Đi làm mướn thôi. Cô ở đấy là gồm Ừ. những ai? Cô ở có một mình thôi, Rồi cái người mà thì như con trai cô chia sẻ là cái gọi là cái người đàn ông sau của cô, là cô ở chung không? không, ảnh không ở đây, Không ở ảnh đây ha. ở trên Gia Lai rồi. À, vậy là lâu lâu đến thăm thôi. Vậy sau khi là bé út tới là hai mẹ con ở đấy. Đúng không ạ? Cô ở đây. Ở đấy là mình ở trọ. Xong rồi thì với quen được con gái nhà mình biết biết được cái cậu Tâm này. Ai là người làm quen trước? Tâm tới nhà mình chơi hay là quen trong cái hoàn cảnh môi trường nào? Cơ Ý duyên nào? là nó hôm nó đón con bé ở trên đường á. Tại sao nó lại đón con bé được? Phải có một cái cơ hội cơ duyên biết quen với đón cô nhờ đi đón hay là như thế nào? Không, cô không biết cưỡi xe. Rồi chị Minh nói thôi, coi con bé nó đứng chỗ nào thì lên đón, đón xuống cái đại đấy. Đấy, cái có chỗ chị ở đấy. Là Chị cô ở nhờ. chị Minh kia nhờ, chứ mà À. chị lên không thấy, không thấy con bé đấy đâu. Dạ. Rồi bắt đầu mà thằng Tâm mới đi lên chị Minh á, nhà trọ mới bảo là thằng Tâm lên chở nó xuống Ai kêu lên chở? cái chị Minh nhà trọ đó, Chủ ở lên trọ trọ, chủ ha. trọ Dạ. lên chở chở xuống. Chứ lúc đó chị lên thì không không thấy nó, chị tìm thì chạy ngược chứ vô á, không Dạ. thấy thì chạy ngược trở ra là thấy thằng Tâm ở trên kia chờ chạy về rồi. Dạ, là lúc đó là ban đầu khi mà bé nhà mình lên hay sao hay như thế nào? Tại Lên sao em trai em đưa lên, sao em không đưa tận nhà, tận nơi, tận phòng trọ mà em lại để em gái mình ở đấy? em đưa giao tận tay cho máy em luôn. Ồ, giao tận tay cho má, sao từ lúc giờ cô kể cái gì con không có hiểu luôn á. Rồi em trai này, em có thể hiểu cái câu chuyện này, có thể mẹ em hiểu nhưng mà mẹ em không biết cách trình bày chia sẻ thôi. Dạ, Rồi thì em nói cho rõ hơn đi. từ cái ngày mà em đi tìm em của em là em đi lên công an xã Trường Xuân Bây giờ anh hỏi nộp em tố này, cáo. bây giờ anh hỏi em này. Dạ. Em Quyền của em đúng không? Chở bé nhà mình là Trang đúng không? Dạ. Bé út thì gọi bé út cho dễ hiểu ha. Dạ. Lên đi, bé út nói là nhớ má, nhớ mẹ ấy, Đúng lên rồi. thăm mẹ thì Quyền này, em Quyền này là chở lên tận nhà luôn đúng Tại không? phòng trọ tên Hồ Thị Minh. Rồi, là em ở đấy được hai mấy ngày thì em mất tích, 20 ngày. Không. Đúng không? 20 ngày thì bỏ đi đúng không? Bà Hồ Thị Minh này làm cách nào để dẫn hai mẹ con vào trong dãy ấy, dãy của bà, chứ không phải Không sự phải việc là và xảy không ra phải ở cái không nhà không trọ phải nhà trọ đâu. Còn Ồ. à ừ. Vậy rồi Đấy. cái cậu Tâm mối quan hệ con vẫn chưa hiểu luôn nè. Cô nè, cái cậu Tâm nó quen gia đình nhà mình bằng cách nào nè?
quen qua ai nè, quen qua chủ trọ hay quen qua ai? Nó ở trọ nhà bà Minh ở ngoài ngoài đấy. Rồi bắt đầu làm quen hay sao? Làm quen. Rồi xong đó là thì lúc đấy bé của chị là nó vừa tới đây có đúng có 2 đêm thôi. Rồi bà Minh mới nói thôi cho nó ra đây mà chơi. Chị nói không cho đâu. Sợ biết đâu lỡ nó dẫn con bé này đi sao? Chị không cho chứ bà mình nó thọc cái kệ nó để cho nó ra nó chơi. Tức là ra khỏi trọ chơi ha. Chơi ngoài trọ ha. Đúng. Dạ, cô chia sẻ tiếp đi. Rồi xong cái nói hôm sau nói thôi cứ để cho nó ở ngoài đó nó chơi đi. Dạ. Không sao đâu. Cái chị cũng không yên tâm ấy. Dạ. Cái bồn chồn cũng bụng. Cái rồi hôm sau nó mới về. Nói con ở ngoài đó lâu quá thôi con về đây với mẹ đi. Ngủ với mẹ đi chứ con ở ngoài quá đó mẹ mình không yên tâm tí nào hết á. Ở ngoài đâu? Ở ngoài nhà trọ đấy. Còn cô thì ở đâu? Cô ở trong gáy mà. Ủa tại sao cái lúc đó nhà trọ lại kêu con gái cho con gái ra nhà trọ ở? Ý là con nó về nó ở cô có 2 đêm thôi. Hiểu không? 2 tối thôi. Rồi bà Minh nó nói thôi kệ nó cho con bé nó ra đến nó chờ ở trong rẫy nó buồn lắm. Tức là lúc đó là mình vào rẫy mình làm thuê cho cô Minh. Đúng. Còn mình vẫn mướn trọ ở ngoài. Trọ làm. Mình có mướn không? Không. Hay là cái trọ đấy người ta cho ở? Nó ở chung với mấy đứa này là tên Trang ấy, là con Trang ấy. Là ở chung với ai? Với con Trang với thằng Tâm. Thằng Tâm với con Trang. Sao lại trọ ở chung? Cái là nhà về này. Bà mình nói là không có chỗ hết phòng mà. Thế là gộp cho ở chung. Ừ. Trời đất ơi. Ngủ với con Trang là ý là cái trường giường đôi á. Là ví dụ trên này là con trai ngủ 2 đứa con trai, thằng Tâm với thằng Linh ngủ trên đầu đây, thì con Trang với cho nó có ai là người nhà mình không? Không có ai. Ôi nhưng mà sao cô lại cho con nhà mình ra đấy làm gì? Kể là không, nó kêu là ngủ với con Trang này không sao, hiểu không? À? Con Trang này là ngủ chung với con Hạnh của chị đấy. Thế là chị còn 2 đứa là ngủ trên giường đôi mà. Bây giờ cô, giường nào thì giường. Con nói cho cô nghe này, bất kể giường nào thì giường. Trai gái ở một chung phòng là rất là nguy hiểm. Bởi vì bây giờ rất nhiều cái thủ đoạn. Mà đặc biệt con nhà mình, con gái mới 13 tuổi, mới lên thăm mẹ nhưng mà sao ở với mẹ có 2 ngày cái mình cho ra đấy. Chị không cho đi mà nó đòi. Biết sao? Ai đòi? Vậy nè. Con gái chị nó không đòi, chứ mà 2 đứa nó dùng mưu á. Ai biết ai? Là thằng Tâm với ai? Là thằng Linh á với con Trang á là giữ chị. Rồi thằng Tâm mới ẵm con Hạnh là lên xe con Trang, cởi xe giọt luôn đi ra nhà trọ. Sao lại giữ chân chị? Lúc đấy là chị ở trong rẫy. Em hiểu rồi nhưng mà họ giữ cái lúc đó sao lại giữ chị mà chị không làm gì? Chị sao tung được? Mà 2 đứa nó giữ cứng ngắc mà, một đứa đầu trên một đứa dưới làm sao mà chị chạy ra được? Rồi xung quanh qua luôn. Lúc đó chị khóc có đấy. Quấn nhà lắm. Rồi cái cô Minh đó là ai? Cô Minh đâu? Mình có nói sự việc này cho cô Minh chưa? Cái là hôm đấy là chị nói với bà rồi mà bà nói mình, sao? Bà làm thinh rồi. Bà nói đừng nói với mấy đứa này. Cái sự việc này mình báo công an chưa? Báo công an chưa? Chính em nghe được cái sự việc, cái em cấp tốc chạy từ nhà đi lên trên xã Trường Xuân em báo. Lúc đấy mẹ em vẫn đang ở với ông Hùng này tại Gia Lai, xong em mới dụng được. Trời ơi. Để kể hết toàn bộ. Khi mà em nghe được cái thông tin vậy, anh hỏi thật bản thân em nghĩ sao? Vẫn như bản thân em. Vô trách nhiệm. Đúng không? Vâng. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là sao? Cái trường hợp như thế như vậy sao? Em mới 13 tuổi, chưa có giấy căn cước công dân gì hết. Mẹ lại cho biết là nó là con gái rồi, nhưng mà nó là con gái là nó khác, còn con trai nó sẽ khác. Con gái là phải đi theo mẹ suốt, còn con trai nó đi 10 năm cũng không sao. Đúng. Nhưng mà bản thân cô lúc đấy là cô có báo công an không? Hay là cô lại đi nơi khác? Đi nơi khác với ông. Vậy là cô đi nơi khác với người đàn ông gọi là sau này của cô. Cô bỏ mặc con mình luôn. Lúc đấy là cô bảo nó, cô khuyên nó thôi con đi về đi, nó không nghe. Khuyên ai? Đứa con gái của cô ấy. Cô bảo con Trang là nó chở đi rồi ấy. Là bảo chở về cái chỗ mà ở trong trong nhà trong rẫy này đi. Nó không chở. Rồi nó thách đố nó là
Nếu cô cháu mà không chở con Hạnh về là cô báo công an, nó còn chửi lại cô, Nhưng mà nó anh muốn là nó kêu là cô muốn báo công an thì báo, cháu không sợ, nó nói sao thế. bây giờ con hỏi cô này, sao cái lúc đấy cô không báo công an luôn? Ngay cái thời điểm đấy cô báo Chứ công an luôn, cô phải là người sáng suốt nhất. mà nó nói à, đi với cháu là yên tâm đi, nó Yên nói vậy. tâm, bởi Nó vì nói vậy. sao? Nói cái gì? Cô bây giờ con sẽ phân tích cho cô hiểu này. Thứ nhất, con gái nhà mình mới 13 tuổi mà đặc biệt là con gái. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà bọn chúng gọi là đưa con gái nhà mình đi thì bọn chúng có dùng gọi là tác động tay chân đúng không ạ? Giữ cô ở lại và mặc cho cô khóc Lúc đấy cô khóc mà, đúng cô nói không, mắt cô chảy rồi cô không. để đưa bé Trang, bé út nhà mình đi đó. Thì tại sao ngay cái lúc đấy khi mà bọn chúng đưa đi rồi thì mình con đồng ý với cô là trong đấy là đường vắng, cô không làm gì được và cô có một mình, nhưng mà sau khi bọn chúng đưa đi thì cô phải lập tức cô báo công an chứ, tại sao cô không báo? Cô sợ điều gì? Cái hello bà Minh cũng cái kiểu lúc đấy bà Minh là nói với cô vậy nè, bà vô bà làm bà nói là nó không sao đâu, nói Không, vậy nè. bà nào thì bà, con nhà mình là quan trọng nhất. Lỡ may bà đấy đồng âm mưu với bọn chúng thì sao? Ví dụ con nói chẳng hạn như cái bà Minh này nè, cũng là âm Đúng mưu rồi. chung với bọn chúng thì lúc đó là sao? Vậy rồi là Thì bà Minh nói với cô như vậy rồi cô được. bỏ luôn, buông tay luôn, mặc cho bọn chúng đưa con gái nhà mình đi đâu thì đưa, mà bé mới 13 tuổi. Rồi sau đó thì cô có lo sợ không? Sợ chứ. Sợ tại sao cô lại đi nơi khác với người đàn ông khác? Đừng có nói mẹ ơi, nó nói con ở đây rồi không sao đâu. Tức là cô đã liên lạc được với bé Trang, Con bé Trang nó nhưng mà nói lúc đấy cô có ra phòng trọ không? không không ra phòng Ô, tại trọ, sao mình không ra? là con Trời nói đất là ơi, xong rồi nó bác có cho ra đâu, bác không có cho ra phòng không có trọ. bà nào cản được hết á. Con gái nhà mình bắt đi, người ta bắt đi, người ta dẫn đi như vậy, không có bà nào cản được hết. Bà nhốt ở trong gãy luôn, bà không cho ra luôn. Tại Không sao biết mình là không tại sao mình không ra được đấy mà mình lại đi được tỉnh khác với người đàn ông khác? cái rồi bà bảo Cô, là bây giờ con đang hỏi cô ấy, tại sao? bà không cho ra Bà không cho ra nhưng mà sao cô lại đi được tỉnh khác này, cô lại đi được Gia Lai? cái rồi sao bắt đầu mới con Trang mới điện, tại vì điện cho nó cả trăm cuộc mà nó không nghe máy. Xong rồi bắt đầu nó mới gọi lại, mới nói là cô ơi, con Hạnh nó ở với con rồi, cô yên tâm đi. Mà chị không yên tâm tí nào hết. Cái rồi một lúc nữa nó mới đưa điện thoại cho con Hạnh gọi. Cái con nghe con Hạnh gọi, cái nghe khóc khóc mà gọi có 2 tiếng thôi. Nói mẹ ơi con sợ quá, mà con ở đây con không biết ở đâu đâu. Thế là con bé nó khóc òa lên, mà nó nói vậy. Rồi lúc đấy cô sao? Rồi lúc đấy cô rồi Cô buông luôn ha. Biết sao giờ đúng không ạ? giờ biết sao vậy? Bé bị người ta dẫn đi ra đấy khoảng mấy ngày thì cô đi đi Gia Lai. Đi được gần một tháng. Đúng Rồi gần một tháng thì cô có gặp được con không? rồi nghe nó gọi thôi, nó Trời gọi đất điện thôi, ơi, nó rồi gọi gần một điện tháng vậy mình cứ im vậy luôn hả? rồi rồi thì chị Minh nói chắc nó không sao đâu, tại Trời. vì không lo, chị nói điện cho nó hoài nó không nghe máy, Rồi cô nó không có đừng sợ gì hả? Cô không lo sợ gì hả? Mình không biết không tìm không cách gì sợ, hả? ý là đâu có nhờ ai nào mà tìm cách với hai đứa Ủa, khổ chán bị cô như thiệt. thế. Chỗ đấy có ai đâu mà ấy, có mình chị Nhưng ở mà sao thôi. rồi cô lại đi được ra ngoài nè? Ý là sao rồi cô lại đi được ra ngoài, đi được Gia Lai, cô đi bằng cách nào? Thì cô đi Gia Lai là nhờ cái anh kia, là anh nói Anh kêu nào? báo chú Hòa cho địa chỉ ấy, vô chở chị cây số 6, là chị lên cái cây số 5, là chú Hòa đã chở lên nhà chị Lan ấy mà làm. Tại sao mình đi ra trọ mình không đi được mà mình đi tỉnh khác mình lại đi được? Lý do gì? Rồi xong Cái câu chuyện con nói thật với cô, cái câu chuyện của cô khi mà đăng tải cái câu chuyện này lên tìm con gái nhà mình, chắc chắn một điều rằng khán giả, cô chú anh chị trên cộng đồng mạng sẽ chỉ trích cô rất là nhiều. Hai con trai của cô anh nói cho hai em biết này, khi mà cái câu chuyện này đăng tải lên chắc chắn mẹ em sẽ bị cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chỉ trích rất nhiều. vâng, em biết Em biết điều đó không? Em trai em Quyền biết không? Chắc chắn 100%. Nhưng mà bây giờ anh hỏi em là mẹ em có dấu hiệu
gì bệnh tật gì không? Có được, hỏi thật mẹ em có được bình thường không? Có bệnh mẹ tim, mẹ tim có. Cũng bình thường nhưng mà không biết chữ rồi. Tức là mọi thứ đều bình thường, không có ảnh hưởng về tâm thần đúng không ạ? Không. Có không? Em bây giờ con trai cá này. Bà kiểu như là bà theo ông kia là theo hút không có về nhà. Ừ. Bây giờ anh hỏi có thể anh xin phép hai em, anh được phép được mời hai em chia sẻ một số cái quyền riêng tư, gọi là cái thông tin riêng tư, hai em có sẵn sàng không, sẵn lòng không? Dạ có. Tại vì ý của anh ở đây không phải là gọi là đào sâu vào câu chuyện riêng tư, nhưng mà anh xin biết một chút ít ha. Dạ. Nếu hai em tiện chia sẻ thì hai em có thể chia sẻ, còn không thì mình không thể, không cần chia sẻ ha. Dạ, em tiện chia sẻ. Rồi, ba mất lâu chưa? Ba mất em năm 24 tuổi rồi. Hiện tại bây giờ là em làm nông. Ừ. Làm nông hiện tại là em được bao nhiêu tuổi? Dạ em 23 tuổi. Ừ, là mất 14 tuổi. Dạ. Mất 2014. Lúc đấy là rất là cũng rất là lâu. Dạ. Ừ. Mất được bao lâu thì mẹ có người đàn ông khác? Mất được 3 năm, 3 năm là mẹ đi cái như đi nhặt củ cải, củ cà rốt người ta làm màu, người ta ấy hết củ đẹp rồi đó, còn mấy cái củ xấu xấu và bà qua mót cái là gặp cái ông này ở tháng trong tuần ở gần nhà, cái là thằng bà quen nhau cái là thằng bà dẫn nhau về nhà, lúc đấy còn bé chưa la được, khi nào mà lớn em lớn lên được rồi cái là la chửi ông, cái là chửi ông đi, cái là bà này cũng cuốn gối đi theo ông luôn. Nhưng mà ông nó trong cái thời gian ở gia đình nhà em thì hai em thì cảm thấy ông như thế nào, ông có tốt không? Ông không tốt, ông uống rượu say tới 11 giờ, 12 giờ em đi làm về. Từ 3 giờ em đi làm về là rất là mệt và mỏi. Vậy là ông nhậu rất nhiều, có đánh đập các em không? Ông đe dọa thằng này thế là em đuổi đi luôn. Ồ. Vậy là tức là về chỉ có ăn nhậu thôi, không chịu đi làm. Dạ. Có đi làm không? À, đi làm khi nào mà gần hết tiền nhậu rồi nghĩa là sẽ đi làm. Ừ. Làm để lấy cái tiền mua thức ăn, thức uống với lại mua rượu. Rượu, vậy là nhậu, cứ nhậu bét nhè vậy. Dạ, rồi bắt đầu là đe dọa cả em Quyền. Rồi còn em bé út nhà mình, lúc đó bé út có ở chung không? Có bao giờ đánh đập bé út không? Hù dọa gì không? Không. Rồi có đánh mẹ em không? À, em cái đợt mà em đi Bình Phước em làm được gần 2 tháng thì em đi về, cái hôm chủ nhật đó em đi về em thăm nhà. Thế thì nghe hàng xóm kể lại là ông này ông đuổi, ông chửi, ông đánh đập, ông đuổi bà này ra, rồi xong sát bên cạnh nhà hàng xóm núp cả đêm, xong rồi cái là hàng xóm là mẹ em núp á hả? Dạ, mới thấy ném đá lên nóc nhà, cái là hàng xóm tội quá cho một tô cơm ăn. Trời đất ơi, cái em đi về em bức xúc quá, cái lúc đấy ông này cũng đi rồi, ông này cứ như biết tin hai em đi về, cái là ông này đi rồi. Nhưng mà bây giờ con hỏi cô, sao cô lại cam chịu một người đàn ông như thế? Sao cô mình quen thì không có tìm hiểu hả? Hay là sao? Biết từ lâu rồi, còn con gái mà. À bây quen giờ, bây giờ. Ừ. À tức là quen biết. Ông đã từ thời chưa lấy chồng. Ừ, hầu như đồng mai. Dạ. Biết năm 16 tuổi tới giờ. À, rồi thì... bây giờ mới gặp lại ông mà. Gặp lại rồi ai là người chủ động? Dạ. Ông hay là cô? Cô. Cô chủ động luôn, chủ động để quen. Ừ. Lúc không giờ nè, lúc đấy giờ nè. Lúc đó chị bị son nặng á, nó làm mũ, đang mũ ướt hết cái áo ra nè. Rồi chị mới hỏi là anh ơi, anh có bài thuốc gì không, bài cho em cái. Dạ. Rồi ông mới nói là em bây giờ em đi ra em mua con vịt sim, rồi lấy cái mặt con vịt sim á. Dạ. Đi mua cái dầu vượt linh á. Dạ. Với có một cái chai dầu không á, rồi lấy cái tâm mà bẻ xỉa răng ra nè, bẻ làm đôi ra, xớt dầu vào đấy. Rồi bắt đầu lấy cái mặt con vịt sim á, bơm lại vô cái chai dầu mà mới xớt á. Vậy là như vậy là mình quen, mình thích. Ừ. Rồi là mình ngỏ lời với ông luôn hả? Hay là ông ngỏ lời? Rồi, bây giờ bản thân cô là người đưa ra ý kiến là mời ông về nhà, quen ông là về nhà mình ở, hay là ông ấy chủ động? Không phải ông chủ động, cô mới nói là nhà em chỗ nào. Nó nói nhà em ở trên chỗ này cái mít kia, có ba cái dẫn kìa. Thì anh cứ lên đó mà chơi, nói như thế. Dạ. Ừ. Chứ không phải ông chủ động. Rồi từ đó mấy cái giờ là quen rồi về ở luôn ha. Ừ. Nhưng mà trước khi mà cô quen với cái người đàn ông đấy, cô có bàn bạc, có nói chuyện với các con của cô không? Cô có nói cho các con của cô biết không? Chưa. Ô tại sao mình không nói? Bởi vì dù gì
cũng là con của cô, bởi vì các em nó cũng đã lớn rồi, đúng không ạ? Thì cô hỏi qua cái này không phải là mình xin phép gì hết, bởi vì mình là mẹ thì mình cũng mình chia sẻ để mình chia sẻ xem các con của cô có ý kiến gì không. Vậy là mình không có nói luôn, rồi là ông ấy về nhà mình ở luôn. Rồi khi ông ấy về ở thì ông ấy nhậu nhẹt như vậy thì cô cảm thấy sao? Ông có miệng ông la với chân, ông có đánh đâu, không có. Đập bàn, đập ghế. À, ông chỉ đập đập Ồ, bàn ghế chứ làm gì chết đánh luôn rồi. nữa. Vậy là về nhà, cái người đàn ông đấy gọi là cứ làm được vài đồng, làm được nhiêu xài nhiêu, Dạ đúng rồi. cứ ăn chơi nhậu nhẹt hết, Dạ. rồi đập Em bàn, đập ghế. bữa nay là không uống rượu nữa, anh em không uống rượu nữa, Từ bỏ bữa rượu biết gì rồi. cho ông là cứ làm để cho ông ăn này. Khổ chưa kìa. Là để con bé ở nhà là hai anh em nuôi con bé đang học lớp 5, lớp 7, mua sách vở cho nó, nhưng mà nó lại nhớ mẹ quá, nó lại Đưa đi không để ha. ý thế nào mà nó À, muốn nghỉ học, vậy nó là sau học đó lớp một thời gian, bây dạ giờ đi thì theo em nha. cái ông Hùng đúng không, gọi là bây giờ anh xin phép em, anh tạm gọi là người tình của mẹ, Dạ. người tình của cô á, là sau một thời gian là ở nhà, sau đó thì cô đi ở với người tình của cô đúng không, Để chị nói cho nghe. cô Chị xin phép bỏ nè. ba con đúng không ạ? Để chị xin phép nè. Dạ mời Giờ cô. này có đứa em nó đi Đài Loan, nó mới về. Cái không biết là nó đâu nó nghe tin tức, nó mới tới nó thấy ông này ở đây, nó mới đuổi, hiểu không? Nó đuổi thì chị mới thấy ông này cũng tội. Đuổi ông đi Tội là là tội chưa xử chứ tội gì? không phải là tội chưa xử, ấy là Ông đấy đuổi, tội là tội chưa xử. ấy là bảo là thằng em nó đuổi đuổi ra khỏi nhà. Cái bắt đầu nó nói ông muốn không tôi đổ đuổi ông, nói thôi để anh xách đồ rồi mai anh đi chứ làm gì mà dữ vậy. Nó dù nó uống rượu rồi mà thằng đàn em mà nó uống rượu rồi nó Nếu còn này, con khổ. nói cho cô nghe này, nếu bản thân con như hai em trai đây, như hai con cũng sẽ đuổi người đàn ông đấy đi. Thứ nhất, bởi vì người người đàn ông tức là cái người tình của cô ấy, thứ nhất là không đàng hoàng, chưa biết là thương cô có thật hay không, hay là lợi dụng cô. Thứ nhất, về nhà mà không chịu làm mà cứ ăn nhậu sáng say chiều xỉn, đập bàn đập ghế, có hành vi gọi là đe dọa, cái đó là không được, là không tốt rồi. Cũng giao dài với nhiều người, Ô, thủ dao dài luôn, người tình của mẹ thủ dao dài. Thủ dao dài để làm gì? giấy tờ thì lại không có. Chết thật. Cô, nhưng mà con không hiểu cô sao ấy, là cô thương yêu quá rồi cô. Không phải con dao đấy, con dao nhà mình với ổng làm gì có dao đâu, Cô không có. là con thấy cô là cứ bênh vực người tình của cô á. Được, ổng còn nói là giờ mày thích thì tao giết cả nhà luôn, Nói với ai? còn đi tù thì tao không sợ. Nói với ai? Nói với em. Hù em như vậy luôn. Lúc đó bản thân em sao? Em cũng kêu là giờ ông làm gì thì ở đây cũng có hàng xóm hết rồi, ông làm đi. Tức là em vẫn bình tĩnh, em trả lời như vậy, và em vẫn để cho người đàn ông đấy ở nhà mình. Ông em kêu là giờ mai là ông biến khỏi chỗ này, Đúng rồi. nhưng mà sáng mai ông vẫn ở đó. Gặp gặp em, đến anh, bản thân anh và tất cả mọi người cũng vậy thôi. Nếu mà có người đàn ông, người tình của mẹ em, mẹ thái độ như vậy, anh đuổi ra khỏi nhà luôn nhá. Nhưng mà anh không hiểu là mẹ em bị say nắng say mưa say cái gì ấy, không biết là say kiểu gì. Tới giờ phút này thì vẫn nói là người đàn ông đấy gọi là rất là tốt, rất lấy làm tiếc. Qua cái câu chuyện này, thật sự đây là một câu chuyện rất buồn, câu chuyện về gia đình nhà em thật sự rất buồn. Và đặc biệt bây giờ điều mà lo lắng nhất là bé Út, bé Trang không biết như thế nào. Và cái điều đáng trách thật sự luôn, trách mẹ em vô cùng. Từ cái lúc mà bị gọi là mấy cái đối tượng đấy đưa bé đi, đúng không ạ? Mà mẹ đến mức độ mà mẹ không hề đi báo công an, và sau đó thì lại đi được thì đi với người tình, lên chỗ người tình để sinh sống, mà lại không báo công an, không hề lo lắng có trách nhiệm gì với con. Không Có em thể rằng không con nói những cái điều này cô sẽ rất buồn, thật sự rất buồn, nhưng con phải nói, bởi vì bản thân con này con rất bức xúc. Con ngồi đây với cô nhưng mà con bức xúc cực kỳ. Rồi em trai có thể chia sẻ là cái hành trình sau Dạ. khi mà em, ai là người báo tin cho em biết? Thằng cu em nó trước lúc mà nó đi về là nó chưa báo tin cho em đâu, khoảng một tuần sau là thằng cu này nó sẽ Quyền ha. nó đi lên nhà em, nó thăm em ở có mình nhà là nó ở với chú mà mua cà phê, năm nào nó cũng làm cho chú đấy. Xong rồi nó lên nhà em nó chơi, xong cái là nó kể sự việc là mẹ gọi điện cho nó bảo là con Hạnh bị
mất tích rồi, là có hai người giữ lại với lại đi theo con Trang. Con Trang nó dẫn đi rồi. Ô Trang là nhà mình hay là không phải con Trang? À, Hách biết là nhà mình hả? Dạ, con Trang đi. Con Trang với thằng Tâm là anh em bà con á. Trang với Tâm là anh em bà con, còn bé Hạnh mới là nhà mình. Vậy là nãy giờ là anh lộn ha, anh nhầm cái chỗ đấy rồi, anh xin lỗi. Giờ em chia sẻ tiếp đi. Rồi cái là em mới đi nói người này người nọ người kia, xong cái người nọ người này này người kia bảo em là đi khuyên nhủ này là đi với anh đi thẳng chạy ra công an xã Trường Xuân. Đúng rồi. Trước. Đúng chính xác. Xong rồi em mới chạy cấp tốc từ hôm Chủ nhật là em đi tới công an xã Trường Xuân để em báo. Báo cho anh công an tên là Đô, anh làm phó. Xong rồi cái em báo, anh bảo là cứ giả như bình thường thôi, đi vào cái rẫy của bà tên Minh này này. Xong rồi hỏi em có ở trọ đấy không. Rồi xong cái hỏi cái bà này thì bà này bảo là hai hôm trước còn thấy nó đi với con Trang, xong rồi mấy hôm nay là không thấy nó đâu nữa. Xong rồi gạ bả để cho cái số điện thoại. Em lấy được cái số điện thoại bà này cho, bà bảo tên là Tâm, thằng này là Tâm. Nhưng mà em gọi vào cái số điện thoại tên Tâm này là con Trang. Để con Trang nghe máy một hồi xong rồi nó mới đưa lại cho con em. Là con bé Út ha? Dạ. Giờ là mình liên lạc được bé Út. Xong rồi liên lạc được bé Út. Nhưng mà bà trọ, chính bà phòng trọ bà nghe máy. Là bà bảo là... xong em mới bảo là dụ bằng cách là cô cứ bảo là bé là mẹ đi về phòng tại cái phòng trọ Hoàng Hà đấy rồi tối nay mua đồ thức ăn lẩu hải sản để tối nay ăn uống. Rồi kêu em về đi. Xong rồi bà bảo là tối nay bà với mẹ tổ chức tiệc con qua đây chơi. Rồi xong cái con Trang này thì thầm bên tai con bé là để mai mốt được không, em nghe rõ. Là thì thầm bên tai con bé là để mai mốt được không. Cái rồi cái bà này cũng ừ xong cái bà chỉ cho em cái địa điểm là nơi hai đứa này nó đang ở này. Bà bảo là đi vào cái nhà nghỉ Tâm Nhàn. Đại lý Tâm Nhàn. Em đi chung với đội 4 người, hai anh chị Linh và anh Linh, chị Thúy với thằng cu em. Đi tìm từng cái đại lý một, nhưng mà ở thôn 10 xã Trường Xuân là không có cái đại lý tên nào Tâm Nhàn hết. Xong em mới hỏi mấy quán cà phê thì em đưa cái hình ảnh của thằng Tâm đấy ra. Thì mới người dân đấy bảo là mấy hôm trước vẫn còn thấy thằng này vào trong cái dãy trong này. Rồi xong em mới hỏi cái quán cà phê kia thì gặp được cái anh trưởng thôn với mấy anh kia, anh bảo là em mà gặp được đúng người rồi, cái là anh dẫn em chạy thẳng vào trong cái dãy thằng này. Cái định úp để bắt thằng này, xong rồi cái là đưa con bé về. Thì vào trong dãy này là không có ai hết, nó chỉ có đồ nó trong đấy thôi, mà rẫy nhưng mà nó nhiều cái rừng ấy, trong đấy là rất gọi là hoang vu đúng ạ, và đường nó rất là dài. Gọi là vậy là trong một quá trình thời gian vừa qua, bản thân em là người anh cả, khi em nhận được cái thông tin cái sự việc như thế thì em thật sự thì em rất là lo cho bé Út. Cũng giống như em Quyền đây đúng không ạ, rất là lo. Nhưng mà em trong cái câu chuyện này anh thấy ở đây em là một người anh cả là rất tuyệt vời. Tới giờ phút này thì bản thân em là sợ nhất em gái của mình gặp điều gì, bản thân em sợ nó bị mấy hôm nay em sợ nó là đang trên đường đi qua Campuchia thôi. Em rất là sợ như vậy, tại là em điều tra tới hôm thứ hai là có cái đoạn ghi âm từ 11 giờ đêm hôm Chủ nhật với đoạn ghi âm hồi lúc trưa hôm thứ hai là nó hứa là chở con bé Hạnh đi ra cái nhà máy đá đấy để trả con bé, xong rồi cái là nó cúp nguồn luôn từ đó tới giờ. Còn cô lo nhất con gái cô gặp điều gì, cô sợ điều gì nhất? Cô sợ nó dẫn sang Campuchia chứ sao. Không, cô không hề sợ. Nếu cô mà sợ thì ngay từ đầu cô đã ngăn chặn rồi. Em Quyền này, em lo lắng nhất em gái em gặp điều gì? Em sẽ lo lắng nhất hãm hại. Cái thứ nhất, con gái của cô và em gái của hai em,
mới 13 tuổi, đặc biệt là con gái có ngoại hình rất dễ thương, rất dễ bị các cái đối tượng xấu sẽ ép buộc làm những công việc gọi là vi phạm pháp luật. Thứ nhất là sẽ ép con em gái nhà mình ấy là làm những quán karaoke ôm, massage, rồi là cà phê chòi kích dục, thậm chí ép buộc làm gái. Rất sợ điều đấy, và đặc biệt hơn nữa nếu em gái nhà mình không may bị các đối tượng đưa chuyển bán qua biên giới sang các nước khác thì đó là một cái điều rất lấy làm tiếc, thật sự rất lấy làm tiếc. Em chỉ mong nó vẫn còn đang trong Việt Nam này. Đó là điều mà không riêng gia đình nhà em mong muốn, mà tất cả mọi người đều mong muốn rằng em gái nhà mình hiện tại vẫn còn ở Việt Nam, đang quanh quẩn đâu đó thôi. Em có điều gì muốn tâm sự với em gái của em không? Nhắn nhủ không? Anh muốn em... Gọi tên bé ra đi em. Nguyễn Thị Hạnh. Anh muốn em là đi về với gia đình, xong rồi anh dắt về quê Bình Định, nơi vùng Sơn mà quê ngoại mình đang sống, để cho các dì dưỡng chăm no cho em. Chứ hiện tại em mất tích gần một tháng rồi, em đang bị khống chế. Thật sự thì tới giờ phút này người anh cả cũng đã rất là xúc động. Còn em Quỳnh có điều gì muốn tâm sự với lại bé Hạnh em út không? Dạ không. Còn cô mẹ, mẹ có điều gì muốn nói không? Thằng Tâm nó nói nếu mà nó nói là nó nên nó niệm thằng chú ấy là con bé theo luôn. Thằng chú gì cô ơi? Nó nói thế. Cô có nhớ con không? Nhớ chứ không nhớ mà. Con với người tình cô nhớ ai? Nhớ người tình không? Bây giờ con hỏi thật này, cô nhớ người tình không? Cô nhớ con cô hơn chứ. Tới giờ phút này con mới thấy nghe cô nói được cái câu này là hay. Rất buồn, thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Bé gái, bé Hạnh, nếu có xem được cái video này, thấy mẹ và hai anh của bé về đây nhờ các chú các anh đội hiệp sĩ với Thanh Hải Bình Dương đi tìm bé, thì bé đang ở đâu đó thì bé hãy nhanh chóng quay trở về nhà để đoàn tụ cùng với gia đình. Còn nếu trường hợp bé đang bị khống chế, bị các cái đối tượng ép buộc làm những công việc vi phạm pháp luật và khống chế không cho bé về, thì bé Hạnh hãy tìm đủ mọi cách để liên lạc với các chú các anh qua số điện thoại 0913785858 để các chú các anh có cách, có hướng, có kế hoạch để đưa bé về. Còn đối tượng nào, những đối tượng mà trong câu chuyện này giữa đối tượng mà đối tượng Tâm cũng như là cái đối tượng mà gọi là cô Minh gì đấy đúng không, nếu mà có hành vi gọi là đưa bé đi và ép buộc bé, hoặc là đang có một cái âm mưu kế hoạch để mà hãm hại bé, cám dỗ bé, ép buộc bé làm những công việc gọi là trái với lại pháp luật, vi phạm pháp luật và thậm chí trái với đạo đức con người, thì hãy nhanh chóng thả bé, đưa bé quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Còn nếu cố tình ngoan cố vẫn thực hiện cái hành vi ý đồ xấu thì chắc chắn sẽ chịu một cái khung hình phạt rất là lớn trước pháp luật, bởi vì bé Hạnh năm nay mới 13 tuổi. Mình cứ tính 13 tuổi là ok rồi ha. Bé nhà mình 13 tuổi rồi đúng không? 13 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Chắc chắn rằng những đối tượng đấy sẽ chịu một cái hình phạt rất là lớn, thậm chí nhiều mùa xuân xa gia đình. Gia đình nhà mình cứ yên tâm. Thì hy vọng rằng cái video này khi mà của một người mẹ và hai người anh về đây để mà nhờ tất cả các anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải đăng tải lên, thì rất mong được sự chung tay góp sức, chia sẻ lan tỏa của cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước. Hy vọng rằng một ngày gần nhất để tìm ra được một cái thông tin manh mối, tin tức về bé Hạnh, bé út. Thì nếu cô chú anh chị có thấy bé Hạnh như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ của Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ của Thanh Hải tìm cũng như là đưa bé Hạnh sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì gia đình nhà mình còn điều gì chia sẻ nữa không? Tới giờ phút này anh hỏi thật bản thân em là anh cả, em còn trách mẹ? Em vẫn trách. Thôi nhưng mà bây giờ anh cũng góp ý thế này nha. Thôi mẹ, dù sao thì dù thì mẹ vẫn là mẹ ha. Mẹ vẫn là gọi là người sinh cho mình hai em nha. Mọi chuyện đã lỡ vậy rồi thôi mình đừng trách mẹ, tội mẹ nha. Em Quyền cũng vậy ha. Dù gì thì dù mẹ vẫn là mẹ, mẹ có như thế nào mẹ vẫn là mẹ, vẫn là đấng sinh thành, vẫn là người sinh mình ra nha. Còn bây giờ con khuyên cô chân tình này, con nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều, con chỉ khuyên cô chân tình. Con không biết cô suy nghĩ như thế nào, nhưng mà cô khuyên cô một câu chân tình thật lòng nhất của con nha. Cô nên từ bỏ cái người nhân tình của cô đi. Người tình tình hùng á, không tốt đâu. Con nói thật không có tốt đâu.
Cô từ bỏ càng sớm càng tốt, chấm dứt không quan hệ với người đàn ông này nữa. Mình bây giờ, cô hiện tại bao nhiêu tuổi rồi? 50 ha. Có các con rồi, các con lớn rồi, mình về với các con. Còn chừng nào nếu mình muốn đi bước nữa, người nào đàn ông đàng hoàng, tử tế, mình kiếm một cái người bạn mà tử tế đàng hoàng, thương mình nhưng mà phải thương các con của mình nữa, để mình tâm sự hù hí. Còn cái người đàn ông mà cái người tình của cô đang quen ấy, không tốt đâu nha. Các con của cô biết hết đấy nha. Mình từ bỏ đi, cô bỏ được không? Có thể cái video ngày hôm nay khi mà đăng tải lên trên mạng xã hội, cô sẽ là người bị chỉ trích rất là nhiều, chỉ trích vô cùng nhiều. Cô có chấp nhận cái điều đấy không? Chấp nhận hả? Và mọi cái thông tin gia đình nhà mình vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ, cô... đúng. Nếu có gì sai trái, em xin chịu trước pháp luật và cộng đồng mạng. Cô hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, cô đồng ý không? Rồi em trai. Và gia đình nhà mình có đồng ý đăng tải cái video này lên trên khắp các trang mạng xã hội. Thứ nhất là để tìm kiếm, nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm em gái nhà mình không? Dạ có. Rồi cô có đồng ý không? Và khi đăng tải lên nếu có gì sai trái thì ba mẹ con sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật gia đình nhà mình, đồng ý không? Rồi cuối video này, thật sự câu chuyện nó cũng nhiều dài rồi. Càng nói chuyện thì nói chung là càng bức xúc. Và bản thân anh nghĩ là hai em cũng rất là bức xúc mẹ ha. Anh hiểu cái cảm giác này mà. Thôi thì cố gắng ha. Mẹ là mẹ, dù thế nào vẫn là mẹ nha. Bỏ qua hết tất cả, người sinh cho mình nha. Cuối video này anh biết nói nhiều hơn thì chúc cho cô nhiều sức khỏe. Chúc hai em nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhất tin vui là bé Hạnh sẽ quay trở về một ngày gần nhất và an toàn nhất nha. Cố gắng nha. Bây giờ thì mình cứ về, mình cứ đi tìm thông tin đi. Thì ở đây thì tất cả anh em đội sĩ mình Thanh Hải sẽ cố gắng đăng tải cái video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội, cũng như sẽ có kế hoạch kết nối nhờ tất cả mọi người ở khu vực phía Đắk Lắk, Đắk Nông để tìm một cái thông tin manh mối. Và đặc biệt hơn nữa là nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem và chia sẻ lan tỏa, để giúp cho tìm việc, tìm thông tin cũng như là em gái nhà mình nhanh hơn ha. Có một ít thông tin là từ hôm kia. Hôm kia là em đi phát tờ rơi. Đi vào cái rừng lạnh, rồi xong rồi chị Thúy cho mẹ đi ra phòng trọ để lấy căn cước công dân. Và 3 tháng tiền làm cho bà ấy là không trả một đồng một cắc nào hết. Bà Minh hả? Vâng, xong rồi hàng xóm, cái bà hàng xóm ở gần ấy mà kể lại là ba hôm trước còn thấy bé Hạnh đi theo Trang này về cái nhà phòng trọ này, nhìn bữa nay nó ngúp rụp, mặc đồ đen rồi khẩu trang đen. Rồi con Trang này nó vô nó lấy đồ với lại căn cước công dân rồi nó chở con bé nó đi. Rồi, cảm ơn cái thông tin của em. Thì mọi cái thông tin chia sẻ của gia đình nhà mình thì bên đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như cô chú anh chị sẽ tích góp lại và sẽ dựa vào những cái thông tin đấy để tìm ra những cái thông tin manh mối về con gái, em gái nhà mình ha. Thôi bây giờ là gia đình nhà mình xong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay thì gia đình nhà mình lại lên đường về Đắk Nông hả? Đúng rồi. Rồi thì chúc cho ba mẹ con thượng lộ bình an và đặc biệt là nhiều sức khỏe nhé. Cứ cố gắng bình tĩnh, đừng lo lắng quá. Hy vọng một thời gian ngắn tới thôi sẽ có tin tức, thông tin manh mối về con gái của cô cũng như em gái của hai em nha. Dạ rồi thì em đây thật sự, thưa cô chú chị, đây thật sự là một câu chuyện rất buồn và rất lấy làm tiếc. Thì rất hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho bé Hạnh sớm quay trở về một ngày gần nhất. Bởi vì tình trạng của bé bây giờ năm nay mới 13 tuổi, chưa từng va chạm ngoài đời, ngoài đường. Và đặc biệt bé sinh ra và lớn lên thì trong cái giai đoạn mà phát triển, lớn lên độ tuổi từ 5-6 tuổi trở lên 13 tuổi thì bé không may mắn. Không may mắn đúng không ạ? Thì đã thiếu thốn đi cái tình thương của gọi là mồ côi cha. Nhưng mà có mẹ thì rất là tiếc. Thì mẹ cũng phải nói sao để cho cô chú hiểu. Bây giờ thì mẹ cũng không được bình thường như những người mẹ khác. Đó cũng là một điều rất là buồn. Thì rất hy vọng rằng cô chú anh chị xem video này, chia sẻ sớm để sớm tìm biết được cái tin tức của bé, để cho mẹ cũng như là hai người anh, gia đình đỡ lo lắng hơn, yên tâm hơn. Và em cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng đã luôn quan tâm và ủng hộ cũng như là chung tay góp sức cùng với đội hiệp sĩ Thanh Hải để giúp nhiều mảnh đời, nhiều hoàn cảnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.